Như Kỳ Lân đã nói, tất cả những dòng sản phẩm mà Kỳ Lân đang giao lưu với tất cả khách hàng, đích thân Kỳ Lân là người trải nghiệm. Từ hoàn thiện con da nhập khẩu từ công ty chuyên thuộc da lớn, một trong những công ty lớn nhất thế giới về chuyên thuộc da cho các hãng thời trang lớn nhất thế giới. Quý khách với việc thích mẫu gì hoặc là ý muốn sử dụng của mình như thế nào, Kỳ Lân sẽ tư vấn làm những chức năng công năng phù hợp với nhu cầu đó. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kylanluxury.com. Hôm nay chủ đề review tiếp theo của Kỳ Lân đó chính là đây là cái ốp lưng da cá sấu và móc chìa khóa cho xe SH, cũng như tất cả những cái ốp lưng các loại điện thoại và móc chìa khóa, bao da móc chìa khóa cho tất cả các loại xe. Vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên chế tác da, chuyên làm kích tum, thiết kế những mẫu đồ da theo yêu cầu của quý khách. Quý khách với việc thích mẫu gì hoặc là ý muốn sử dụng của mình như thế nào, Kỳ Lân sẽ tư vấn làm những chức năng công năng phù hợp với nhu cầu đó. Và đây cụ thể là khách hàng đã đặt cho cái ốp lưng 13 Pro Max. Sau khi khách hàng chọn da xong và Kỳ Lân hoàn thiện sản phẩm 100% chất lượng như thế này để bàn giao cho khách hàng. Và bất kỳ quý khách nào thích những mẫu da nào, màu sắc gì cứ liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ gửi catalog mẫu da, màu sắc da để khách chọn. Và có những option làm, ví dụ như này là option làm full viền, full da vào bên sườn bên hông luôn. Và đây là một cái mẫu mà Kỳ Lân làm và Kỳ Lân tuyển chọn, và sắp tới Kỳ Lân sẽ áp dụng đa số mẫu này, bởi vì đây là một mẫu rất bền. Phần da sẽ được bọc theo viền vành của mặt lưng thôi, tránh bo cạnh để làm ảnh hưởng da, giảm chất lượng của da. Đây là một cái sự gọi là đầu tư chỉnh chu, trải nghiệm, bởi vì như Kỳ Lân đã nói, tất cả những dòng sản phẩm mà Kỳ Lân đang giao lưu với tất cả khách hàng, đích thân Kỳ Lân là người trải nghiệm. Khi Kỳ Lân trải nghiệm mẫu này và cảm thấy độ bền không có nhiều ở phần cạnh này, Kỳ Lân sẽ ngay lập tức tư vấn khách hàng là không nên làm vậy. Bởi vì khi chúng ta biết là da mà bọc cái viền cạnh cong này và cái đường keo chỗ đây, nó sẽ có cái mí và nó sẽ rất mỏng. Nên khi mà chúng ta dùng mà bỏ túi hay là va chạm nhiều, ma sát nhiều với các mặt phẳng, mặt gồ ghề khác, thì vô hình chung nó sẽ tạo cho độ dễ tróc và nhanh hư. Thì sau khi, bởi vì mình là người rất nghiêm túc và mình trải nghiệm hết tất cả những sản phẩm của mình khi kinh doanh giao lưu với tất cả khách hàng, mình phải là người đích thân trải nghiệm và mình phải biết được những cái gì tốt nhất thì mình làm, những cái gì không tốt thì là không làm. Cho nên là sau khi mình trải nghiệm, bởi vì chỉ có mình trải nghiệm mình mới biết được là khách hàng xài như thế nào, mình mới đưa mình vào trường hợp mình là khách hàng như thế nào, mình mới đưa được những sản phẩm tốt như vậy. Và giày là một cái cực kỳ bền, cụ thể như cái Kỳ Lân đang dùng đây, Kỳ Lân vẫn dùng như vậy. Và Kỳ Lân làm hai phiên bản để so sánh luôn cho anh mượn cái ví của anh, và một bản Kỳ Lân sẽ làm theo cái mặt sau này thôi. Nên cực kỳ bền, cực kỳ bền và rất đẹp. Nhìn cái máy nó thon gọn hơn, dễ thương hơn nữa. Và đây là một cái móc chìa khóa. Khách hàng đang dùng cái chìa khóa xe SH và muốn làm một cái móc chìa khóa đẹp thì Kỳ Lân tư vấn và làm như thế này để bọc cái chìa khóa. Và đây là cái dây. Và đây là cái ốp lưng 13 Pro Max khách hàng đặt tặng cho vợ. Còn cái đây là móc chìa khóa để làm chìa khóa xe SH chạy chung. Rồi Kỳ Lân sẽ tháo cái răng ti ra để cho chúng ta thấy nó đẹp như thế nào. Rất là đẹp. Bao bọc chìa khóa, dây cầm và cùng màu sắc. Vì vậy khi quý khách có bất kỳ ý tưởng làm đồ da cho bất kỳ vật dụng gì mà mình thích, mình yêu quý, đa phong cách, màu sắc đẹp, những cái chất liệu cao cấp từ da cá sấu nhập khẩu cũng như là da cá mập, da Epsom, da Tugo, da bò Nam Mỹ, vân vân, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân. Quý khách chỉ việc đặt ra yêu cầu, Kỳ Lân sẽ tư vấn và hoàn thiện sản phẩm. Ví dụ cụ thể đây là móc chìa khóa khách hàng đặt, hoặc là móc chìa khóa ô tô, xe hơi, hoặc là bất kỳ cái đồ gia gì. Ví dụ như là dây đồng hồ cho tất cả những cái đồng hồ mình yêu quý. Ví dụ như mình có đồng hồ thì mình sẽ đặt thêm nhiều bộ dây, nhiều màu sắc khác nhau để lâu lâu mình đổi màu sắc của dây đồng hồ sẽ rất đẹp và rất sang, từ chất liệu da cá sấu nè. Và như đây là móc chìa khóa cho các hãng xe luôn, Mazda, Mercedes, Audi, vân vân, trong tất cả những hãng xe, tất cả đồ da, tất cả màu sắc da, từ túi clutch, giỏ sách, hộp đựng xì gà, dép và cụ thể là đôi giày Kỳ Lân đang mang đây, da cá sấu, da thắt lưng, da thắt lưng, rất nhiều mẫu da cho quý khách lựa chọn. Nón mũ, đây nón mũ như đôi giày nè. Và ví, ví đeo unisex cho nam và nữ, hộp đựng đồng hồ, hộp đựng đồng hồ, vân vân, tất cả đồ da. Quý khách muốn làm đồ da gì thì cứ việc đến showroom của Kỳ Lân Luxury để chọn mẫu da, màu da như vậy, từ hoàn thiện con da nhập khẩu từ công ty chuyên thuộc da lớn, một trong những công ty lớn nhất thế giới về chuyên thuộc da cho các hãng thời trang lớn nhất thế giới. Tất cả nhập da sấu được nuôi từ vùng Amazon và các công ty chuyên thuộc da lớn ở thế giới này, lớn nhất, một trong những công ty lớn nhất thuộc da cho những hãng thời trang lớn nhất. Rồi, và kể cả cho điện thoại Samsung hoặc là túi xách Kỳ Lân đang dùng, và vẫn hợp với đôi giày luôn, kể cả cái mũ đằng kia. Và cái ví logo bằng vàng 18, vàng 18 đính kim cương trên logo luôn. Túi Kỳ Lân đang sử dụng cũng vậy, logo vàng 18 đính kim cương. Và cái ấp lưng cho điện thoại, kể cả điện thoại đây cũng vậy, từ túi xách nè, ví nè, ấp điện thoại nè, nón nè, nón mũ nè, và giày, dép. Đây Kỳ Lân sẽ cho quý khách xem thêm, đó là dây thắt lưng. Hiện tại Kỳ Lân đang dùng dây thắt lưng này là da cá mập bên ngoài, và bây giờ Kỳ Lân sẽ đổi lại, bởi vì dây thắt lưng Kỳ Lân thiết kế đa số là hai mặt, dùng được hai mặt hết, và Kỳ Lân sẽ đổi lại nè. Hiện tại là mình đang dùng da cá mập bên này và Kỳ Lân sẽ đổi lại. Đây, nếu bình thường xỏ ra ngoài thì nó dính cái đầu ra, nhưng bởi vì mình xỏ vào trong rất đẹp. Và đây, kể cả dây thắt lưng này, và kể cả dây đồng hồ này, từ túi xách nè, túi clip nè, ví nè, ốp điện thoại nè, dây thắt lưng nè, dây đồng hồ nè, dây. Nói chung là quý khách muốn có nguyên một combo tất cả những đồ da theo đồng bộ nhất, theo ý thích mình nhất thì cũng liên hệ với Kỳ Lân, kể cả áo khoác. Nói chung là cái gì mà vật dụng bằng da của khách thích dùng, Kỳ Lân sẽ làm nguyên một bộ combo, hoặc là muốn làm theo từng món theo ý, hoặc là phối từ nhiều màu thành một bộ cũng được, do yêu cầu, do nhu cầu và do ý muốn sở thích của khách. Hãy đưa những ý muốn đó, những sở thích đó cho Kỳ Lân, và Kỳ Lân sẽ thực hiện hiện thực, hoàn thiện những cái ý tưởng, những ý thích đó thành sản phẩm hoàn thiện như vậy để cung cấp và giao lưu với tất cả các khách hàng. Lần trân trọng cảm ơn. Vâng, và nếu như quý khách thú vị về những sản phẩm đồ da này, hãy liên hệ với Kỳ Lân hoặc đến showroom của Kỳ Lân để trực tiếp chọn da và chọn mẫu. Hoặc là quý khách ở xa, hoặc là quý khách không tiện ghé showroom thì cứ liên hệ với Kỳ Lân qua số hotline 0901 247 247 hoặc là kết nối qua Zalo số 0901 247 247. đội ngũ của Kỳ Lân sẽ hỗ trợ gửi tất cả những da đang có cho khách chọn da và chọn mẫu. Hoặc là có thể truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những mẫu của Kỳ Lân. Và để xem nhiều video hấp dẫn về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao này thì Kỳ Lân trân trọng kính mời tất cả quý khách hãy subscribe, đăng ký kênh YouTube này cũng như like, theo dõi kênh fanpage này để cập nhật được thông báo của những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đó. Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.